Xin chào bạn, đây là con bàn phím cơ không dây RK100 hay còn có tên gọi khác là RK860 nhé. Thì lần trước bên mình đã làm clip mở hộp và review về cái con bàn phím này rồi. Nhưng mà lần trước do hãng nó chưa có update phần mềm cái driver để các bạn tùy chỉnh được đèn LED hoặc là kích tâm macro phím, thì bây giờ hãng nó mới vừa update lên. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn này để cho các bạn sử dụng phần mềm nhé. Và mình nói sơ qua về con bàn phím này cho các bạn chưa xem clip review trước á, thì đây là con bàn phím cơ không dây, nó sẽ có Bluetooth đây, có thể kết nối ghi nhớ và chuyển đổi qua lại giữa ba thiết bị, và nó có wireless 2.4G. đây là cái cục USB receiver của nó để các bạn có thể cắm vào máy tính bàn, PC, laptop hoặc TV để các bạn có thể sử dụng nhé. Ngoài ra thì nó sẽ có cắm dây Type-C như mình đang cắm ở con bàn phím màu trắng ở trên nhé. Và bàn phím của chúng ta thì nó sẽ có bàn phím màu đen và bàn phím màu trắng như trên hình, và led của nó là led màu trắng. Các bạn xem trên video thì các bạn sẽ thấy cái đèn LED nó hơi giật á, là do tốc độ khung hình khi mình quay bằng điện thoại nó sẽ khác với tốc độ đèn LED nên sẽ thấy nó giật, chứ ở bên ngoài là hoàn toàn không có giật như vậy đâu. Và con bàn phím này thì các bạn có thể thấy là dùng cho Windows và cả Mac OS, thì khi chuyển đổi giữa Win và Mac thì chỉ cần nhấn Fn cộng A hoặc là S là chuyển đổi qua lại nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm, tại vì review chi tiết mình đã làm rồi, này là cho các bạn tham khảo thêm thôi. Hay khi các bạn mua bàn phím bên mình thì mấy con bàn phím nó đều có phần mềm tất cả các bàn phím của RK như RK61, 71, 68 Lut, G68, 84, 987 hoặc là RK100 như vậy. Thì nó đã có phần mềm để tùy chỉnh và macro LED hết. Thì các bạn mua bên mình thì các bạn cứ add Zalo mình theo số điện thoại này thì mình sẽ gửi phần mềm cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mua ở bên khác thì bên mình cũng có thể gửi cho các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý một chút xíu là ví dụ như tại vì bàn phím RK thì nó cũng có hàng fake rất là nhiều, mà nếu mà mình gửi link cho các bạn mà bạn tải về nó bị lỗi luôn, bàn phím không sử dụng được, thì bên mình tất nhiên là không chịu trách nhiệm về phần đó. Còn nếu mà mua bên mình thì các bạn cứ yên tâm tải phần mềm và dùng nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm nha. Mình sẽ lấy con màu trắng ra để sử dụng, để hướng dẫn cho các bạn, tại vì con màu trắng mình đã update rồi, update firmware và software trên phần mềm rồi. Và đây là giao diện chính của phần mềm khi các bạn tải về nha. Thì các bạn có thể thấy là dòng thứ ba như thế này, và dòng thứ tư thì các bạn có thể thấy là có số 1 đây nè. Thì bạn chỉ cần nhấn vô và nhấn update là xong. Và thời gian update thì mất khoảng cả hai software và firmware thì mất khoảng cả một tiếng. Thì trong một tiếng này thì các bạn lưu ý là hạn chế sử dụng bàn phím và không được tắt máy tính và không được rút dây ra. Thì nói chung là tốt nhất là bạn khi update thì các bạn cứ đi ra ngoài và hoặc là làm công việc gì khác và đợi chờ thôi. Khi mới nhấn update thì cái ống màu vàng hồi nãy mình có đây hình thì nó sẽ full ống luôn. Nhưng mà bạn đợi khoảng vài giây thì cái ống nó sẽ trở lại thì ống màu xám như vậy, và cái màu vàng nó sẽ chạy từ từ. Thì các bạn phải đợi đến khi nào cái ống màu vàng này chạy full vạch luôn thì mới dùng được nha. Có nhiều bạn thì khi mới vừa nhấn thì ống màu vàng nó đã full vạch rồi, các bạn tắt phần mềm đi thì nó sẽ bị lỗi. Còn này thì các bạn phải đợi, thì thời gian đợi thì cũng khá mất thời gian khá là lâu đấy. Và khi update xong thì bạn chỉ cần nhấn vô đây, chọn English là đổi ra tiếng Anh là sẽ sử dụng được bình thường nhé. Và đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Thì ở đây có mấy cái đồ file này, thì các bạn có thể nhấn vô đây để đặt tên. Ví dụ như bạn chơi game PUBG đi, thì bạn để cái đồ file 1 là PUBG, còn làm việc thì để tên làm việc hoặc đặt tên gì tùy thích các bạn. Thì các bạn chuyển đổi qua lại giữa các đồ file rất là nhanh và dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn các cách để chỉnh đèn LED ở trên bàn phím. Thì các bạn chỉ cần nhấn vô Select All ở đây là tất cả các phím đều sáng nhé. Đây, ở đây thì có khoảng, mình chưa đếm nhưng mà khoảng 10 chế độ đèn LED ở đây. Đây mình sẽ hướng về cái con bàn phím cho các bạn xem. Thì đây, phần mềm thì nó sẽ chạy trên đây nha. Đây, đó, các bạn có thể thấy đèn LED nó chạy lung tung hết đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ khác. Mình đã tắt bớt đèn để cho các bạn có thể nhìn thấy được đèn LED nha. Tại vì quay đi video thì mình lấy con màu trắng ra cho dễ nhìn thôi, chứ con LED của màu đen và màu trắng thì nó đèn LED nó cũng như nhau thôi. Nhiều bạn cứ lầm tưởng là màu trắng đèn LED nó sẽ sáng hơn, nhưng mà điều đó hoàn toàn sai nha. Cả hai con đều sáng như nhau, nhưng mà tại vì quay trên clip thì lấy con màu trắng quay cho nó dễ nhìn thôi. Và ở trên phần mềm các bạn có thể thấy là có chữ bit nè, là tốc độ của đèn LED. Bây giờ mình sẽ chuyển tốc độ đèn LED số lên 5 để cho các bạn xem. Đó, nó sẽ chạy nhanh hơn, hoặc là mình chuyển xuống mức độ thấp nhất là 1 nè. Đó, đèn LED nó sẽ chạy rất là chậm như vậy. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ khác nhé. Mình hoàn toàn không nhấn gì trên bàn phím nha. Đó, các bạn có thể các hiệu ứng đèn LED như vậy thì các bạn có thể nhấn tổ hợp phím cũng được, nhưng mà tất nhiên thì tổ hợp phím thì nó ít hơn trên phần mềm rồi. Đây, đó, rất là nhiều chế độ như vậy. Cái này là tắt luôn. Và bây giờ mình sẽ chỉ qua các bạn thêm một cái chỗ khác nữa nha. Đây, các bạn có nhấn vô cái chỗ bóng đèn đây. Đó, cái này thì chỉnh được nhiều hơn nữa. Trời ở ngoài đang mưa rồi thì nếu mà âm thanh nó hơi bị khó nghe thì các bạn thông cảm cho mình nha. Mưa rất là lớn thì mình sẽ cố gắng nói lớn lên. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy qua bên phần cái này thì nó sẽ có thể tùy chỉnh được độ sáng đây, độ sáng của đèn LED, tốc độ đèn LED và thời gian tắt của đèn LED luôn. Ở đây ví dụ có để là thấp nhất là 5 phút nè, 10 phút nè, 20 phút, 30 phút, hoặc là cứ chạy xuyên suốt không tắt LED luôn. Thì tùy vào các bạn lựa chọn nhé. Và đây mình sẽ cho các bạn xem về các chế độ của nó. Ở đây thì mình nghĩ là chắc cỡ khoảng mười mấy 20 cái Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Mưa ở ngoài khá là lớn, mình phải nói thật sự lớn như thế này để cho các bạn có thể nghe được âm thanh. Đó, khá là nhiều.
Và đây sẽ là chế độ mà nhiều bạn cần nhất là đây nha. Là đây, để mình chỉnh cho. Chế độ macro. Thì macro thì sẽ có nhiều người dùng và cũng có nhiều bạn không cần dùng đến. Mình sẽ chỉ cho các bạn mà cần dùng đến thôi. Macro là các bạn có thể thay thế được các phím tùy ý theo sở thích của các bạn. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Ví dụ như ở đây thì chữ Q đi. Chữ Q này á, thì các bạn muốn đổi qua thành chữ M, đổi vị trí của nó thì các bạn lên phần mềm mà các bạn chỉnh, hoặc là cái phím mũi tên này nè, hay các bạn đổi qua đây cũng được, đổi hàng phím số cũng được, hoặc là nút FN hoặc là nút lên cho bạn đổi vị trí qua lại với nhau, hoặc là nút mà Windows như vậy bạn đổi vị trí qua lại với nhau, rất là đơn giản và dễ. Rồi, đây chỉ là một clip hướng dẫn để các bạn có thể sử dụng phần mềm thôi nhé. Clip review chi tiết mình sẽ để clip review chi tiết về con bàn phím này á, RK100 hay là RK860 này á, thì bên mình đã làm rồi và mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn xem. Và đây là số điện thoại của bên mình. Nếu các bạn nào cần mua hoặc cần tư vấn thì cứ liên hệ bên mình. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình cũng sẽ để ở bên dưới luôn nhé. Rồi, xin chào các bạn.